Xin chào các bạn khán giả, các bạn đang đến với podcast Người Trong Muôn Nghề. Người Trong Muôn Nghề là talk show mới do Spiderum sản xuất, tiếp nối thành công của bộ sách Người Trong Muôn Nghề mà chúng tôi đã ra mắt trước đây. Đây sẽ là talk show chia sẻ về mọi vấn đề xoay quanh câu chuyện chọn nghề và làm nghề. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spiderum. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Ngành thẩm định giá. Bài viết được viết và đăng trên website spiderum.com bởi tác giả Một Ly Nâu Đá. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Chắc 10 người đọc cái tiêu đề thì có đến 8 người bật ra câu hỏi kiểu ngành quái gì đây? 2 người còn lại thì cũng như 8 người kia. Mỗi khi có người quen mình nói làm nghề ngành thẩm định giá, họ đều nhìn mình với cái ánh mắt kiểu có ngành này nữa, rồi lảng qua nói chuyện khác. Chính cái hồi thi học đại học 6 năm trước mình cũng chả biết ngành này là ngành gì. Nghe bảo làm ngành này có tiền lắm, lại được đi du lịch nhiều, thế là nộp đơn vào học. Đúng là khi làm thì mới biết, cái ngành này nếu mà có năng lực thì dễ giàu thật. Làm chừng 2 đến 3 năm là đủ tiền mua một mảnh đất nho nhỏ ở mấy quận ven Sài Gòn như là quận 9, quận Tân Bình. Rồi mỗi tội 2-3 năm sau thì vào tù ngồi thôi. What the hell? Hồi nộp đơn vào, mình cứ nghĩ làm ngành thẩm định giá là cái kiểu ngồi một đống trong văn phòng, rồi có lão nào đấy vác mấy cái bình bông bông nào đấy đi lên, làm bằng men sứ gì đấy, có vẽ rồng bay phượng múa gì đấy, bảo là của gia truyền gì đấy để lại, nhờ định giá dùm. Mình thì lấy mấy cái kính lúp ra ngồi soi, phán cho câu cái này chỉ đáng vứt đi, rồi lại lạnh lùng quay lưng đi thẳng. Hóa ra đến lúc đi làm công việc rồi thì nó mới khác xa những gì mình nghĩ. Ngay đó, ngành đó còn mới, chưa có nhiều thông tin để tra cứu, nên mình mới có cái suy nghĩ ngu ngơ kiểu như vậy. Bằng vài đường Google thi triển, mình nhận thấy sau 6 năm thì có vẻ đây vẫn là ngành mới, rất ít thông tin. Vậy nên, mình viết một bài sơ lược về cái ngành này, để ai vừa thi đại học xong, đang phân vân không biết nên theo học cái ngành gì thì có thể có thêm một lựa chọn. Vậy ngành thẩm định giá là làm về cái gì? Từ một khu công nghiệp, một cái resort, một cái doanh nghiệp, một cái xe máy, tất cả đều có giá của nó. Vậy giá của nó là bao nhiêu? Tùy vào thời điểm thẩm định giá, mục đích thẩm định giá, địa điểm thẩm định giá mà tài sản sẽ có những giá trị khác nhau. Người làm nghề thẩm định giá là người xác định cái giá trị đó cho khách hàng. Tài sản thẩm định giá thì có nhiều thể loại, nhưng cơ bản thì được chia làm những loại tài sản sau đây. Bất động sản, gồm có đất đai và tài sản trên đất, nhà cửa, cây trồng, vật kiến trúc, vân vân. Nếu khách hàng là các cá nhân thì tài sản chỉ thường là từ một hoặc là vài miếng đất, căn nhà cho mục đích mua bán hoặc là vay ngân hàng. Loại tài sản to hơn kiểu nguyên khu resort hoặc là đất dự án thì cũng có nhưng mà khá là hiếm. Nếu khách hàng là các cơ quan nhà nước thì tài sản có quy mô đa dạng từ vài ba hộ dân cho đến miếng đất vài ngàn hecta, với tất cả các mục đích đền bù cho người dân, lập đơn giá khởi điểm bán đấu giá đất hoặc là tính tiền giao dịch cho thuê đất cho doanh nghiệp. Động sản. Cái này thì đa dạng lắm, từ các loại hệ thống dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị tới tàu thuyền xà lan, xe cộ, từ mấy cái container hàng nhập lậu bị bắt ngoài cảng, đến bàn, đến ghế, chăn ga gối đệm vân vân các kiểu. Mục đích thẩm định giá cũng đa dạng, các công ty tư nhân định giá để vay ngân hàng hoặc là bán hoặc là thanh lý, các cơ quan nhà nước định giá để mua sắm mới tài sản hoặc là bán thanh lý tài sản cũ, các cơ quan thi hành án xác định giá trị tài sản để xử phạt người vi phạm và bán đấu giá tài sản vi phạm. Tài sản vô hình là loại tài sản không có hình thái vật chất như là phát minh, thương hiệu, bản quyền và phương pháp kinh doanh hoặc là tuổi trẻ, cái này thì mình chịu. Định giá doanh nghiệp gồm 3 loại tài sản trên, doanh nghiệp có tài sản gì thì định giá hết thôi. Triển vọng của ngành. Hiện nay, nhân lực trong ngành đang rất thiếu, đặc biệt là các tỉnh thành ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh nên không rõ ở phía Bắc thì sẽ như thế nào. Xã hội càng phát triển, nhu cầu nhân lực trong ngành ngày càng tăng lên, xã hội phát triển, suy ra là ngày càng nhiều doanh nghiệp cần thuê đất của nhà nước để làm dự án, suy ra là cần thẩm định giá, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, dẫn đến việc đền bù cho dân, sau rồi thì sẽ cần phải thẩm định giá. Khởi nghiệp sẽ dẫn đến cần phải đi vay, tài sản cần phải thế chấp và vẫn phải cần thẩm định giá. Cổ phần hóa, xong rồi thì chúng ta phải định giá doanh nghiệp và cuối cùng vẫn phải thẩm định giá. Xã hội phát triển, thế là lượng hàng lưu thông lên nhiều, thế là mua bán nhiều, lại phải cần thẩm định giá. Nói chung thì học ngành thẩm định giá khá là chắc kèo sẽ có việc làm sau khi tốt nghiệp, do nhu cầu nhân lực trong ngành này rất là lớn. Bên lề tí, các tài sản thẩm định giá rất là đa dạng. Mỗi khi tìm hiểu để định giá một tài sản nào đó, bạn lại có thêm một ít kiến thức về tài sản thẩm định giá và các ngành nghề liên quan. Ví dụ khi định giá một cái xà lan, bạn sẽ biết thêm về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một cái xà lan, tỷ trọng kết cấu và thông số kỹ thuật của nó, phân biệt các loại xà lan, được kéo hay là tự hành, xuất xứ từ nước nào, vân vân. Một chiếc xà lan chạy long nhong trên sông cần những giấy phép gì, hay cứ thích thì nó chạy thôi. Nên sau một thời gian trong ngành, kiến thức về các lĩnh vực được tăng lên khá là nhiều. Mình thấy đây cũng là một cái điểm rất hay của ngành này. Làm việc ở đâu? Với những sinh viên mới ra trường thường có hai lựa chọn. Làm việc tại ngân hàng, lương cao hơn, ít đi công tác hơn, môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, khối lượng công việc nhiều ít tùy ngân hàng. Hồ sơ chủ yếu là của các khách hàng cá nhân, định giá nhà phố là nhiều, chứ những dự án lớn thì rất là ít. Do đó, khả năng phát triển của bản thân là không cao. Làm việc tại các công ty, lương thấp hơn, đi công tác nhiều hơn, môi trường làm việc nhỏ hơn, nên công việc không được phân chia rõ ràng. Mỗi người thường phải kiêm nhiều việc hơn, vừa phải làm hồ sơ thẩm định giá, vừa phải làm luôn mấy nhiệm vụ râu ria như là làm báo giá, làm hợp đồng, đòi tiền khách hàng, đấm khách hàng khi bọn nó quy tiền, vân vân. Nếu công ty không quá tệ thì thường bạn sẽ được đào tạo tốt hơn ở bên ngân hàng, hồ sơ cũng đa dạng hơn, khả năng phát triển bản thân cũng cao hơn. Theo kinh nghiệm cá nhân thì nếu không có nhu cầu phát triển làm quản lý ở các công ty thì làm tại các công ty khoảng từ 2 đến 3 năm, sau đó nhảy việc qua ngân hàng là đẹp nhất. Các đặc điểm linh tinh khác của ngành. Giao tiếp nhiều, đương nhiên không chỉ quăng cái cục giá cho khách hàng rồi ôm tiền là xong. Bạn phải có giải trình nguyên nhân ra được cái kết quả đó, với cả các hồ sơ đền bù. Việc bị dân kiện rồi kéo nhau ra hầu tòa là như cơm bữa. Trong quá trình định giá, bạn cũng không phải thanh thản mà biết hết được giá và các đặc điểm của tài sản, mà phải đi dò hỏi dân địa phương xung quanh cũng như là các chuyên gia trong ngành. Nếu làm tại thành phố Hồ Chí Minh, ở các công ty tư nhân, ngành thẩm định giá cần đi công tác nhiều, do đặc thù của ngành cần phải đến tận nơi, nhìn nhận hiện trạng của tài sản mới tiến hành đến thẩm định giá được. Như mình, lịch trình một ngày phải có tận 3 tỉnh, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu là rất bình thường. Một tuần có khi đi công tác hết đến 6 đến 7 ngày. Ông bà có câu, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, nhưng đi giết thì cũng oải. Do tính chất phải đi công tác liên tục, nên ngành hơi kén các bạn nữ mà ưu tiên nam. Vừa có sức khỏe để công tác, mà trong những hồ sơ cần nhiều người xử lý thì phòng ốc các kiểu cũng dễ xử lý hơn. Tiền khách hàng, như mình đã nói ở đầu bài, ngành thẩm định giá rất mau giàu nếu như ăn tiền khách hàng. Bỏ qua vấn đề đạo đức, 95% trường hợp số tiền bạn nhận được không hề tương xứng với rủi ro bạn bỏ ra để làm theo yêu cầu của khách hàng. Trên ghế nhà trường, giảng viên nào cũng có nói qua về việc này, nhưng đến khi đi làm, nhìn số tiền quá lớn, nhiều bạn mới ra trường lại không cầm lòng nổi. Tiền thì xài một thời gian cũng hết, khi việc vỡ lở vào tù, một phát thì đi tong luôn cả thanh xuân. Mấy tên đưa bạn số tiền ấy cũng không phải thể loại nai vàng non nớt đi làm từ thiện. Tạm thời vậy đã, lúc nào bổ sung được cái gì thì hay ho thì bổ sung sau. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spiderum, còn mình là Pinkdot. See ya!